Chào mừng các em đến với kênh học tập trực tuyến ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô tên là Lê Thị Mơ, giáo viên trường tiểu học Diên Hồng. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em qua phân môn học vần lớp 1 ngày hôm nay. Đó là bài 97, ôn tập trang 30 và 31, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, tập 2. Chúc các em có một tiết học vui và bổ ích. Mục tiêu bài học của chúng ta hôm nay là về kiến thức đọc viết đúng 12 vần vừa học, từ vần oa đến vần oắt, đọc đúng các từ ngữ và các dòng thơ ứng dụng, nghe hiểu truyền kể chú gà trống khôn ngoan. Về kỹ năng đọc thành thạo các tiếng từ ứng dụng bài ứng dụng có chứa các vần vừa học, trả lời câu hỏi theo tranh truyền kể chú gà trống khôn ngoan. Về thái độ tự tin, mạnh dạn trong diễn đạt, giao tiếp, yêu thích tiếng Việt. Bài học của chúng ta gồm có 3 phần: khởi động, bài mới và hoạt động tiếp nối. Trong phần bài mới có dài vần ôn, từ, câu ứng dụng, câu chuyện chú gà trống khôn ngoan. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng vào phần khởi động nào. Hôm trước, cô đã giao cho các em nhiệm vụ tìm từ có tiếng chứa vần oanh, oách, oát, oắt. Bây giờ cô trò chúng ta cùng chia sẻ kết quả nhé. Ở vần oanh, cô có các từ khoanh, tròn, hoành, tráng. Ở vần oách, cô có các từ đoành, đoạch, xoành, xoạch. Ở vần oát, cô có các từ khoát, tay, xoát, vé. Ở vần oắt, cô có các từ thoăn, thoắt, ngoắt, tay. Các con cùng đọc lại nhé. Cô có lời khen cho những bạn đã hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao. Bây giờ, các em cho cô biết bốn vần này có âm gì giống nhau? Các em ạ, những vần này đều bắt đầu là âm O. Ngoài bốn vần trên thì còn có những vần nào bắt đầu bằng âm O nữa? Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các vần này qua bài 97, ôn tập. Các em hãy cùng quan sát và đọc các âm, vần có trong các ngôi nhà này trong thời gian 1 phút nhé.
Các em chú ý nghe cô ghép mẫu. O với A là O A Oa. O với E là O E Oe. Tương tự, các em hãy hoàn thành các ô trống còn lại trong thời gian 2 phút. Các em hãy lắng nghe cô đọc, sau đó đọc lại cho cô hai lần. Oa, oe, oai, oai, oát, oát, oách, oan, oăn, oang, oăng, oanh. Bây giờ, các em hãy quan sát ba từ trên màn hình, đọc và tìm tiếng chữa vần vừa ôn, sau đó phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng từ đó. Ví dụ, từ khoa học có tiếng khoa, chữa vần oa, mới vừa ôn. Tiếng khoa gồm có âm khờ đứng trước, vần oa đứng sau. Khờ, oa, khoa, 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 học. Các em hãy làm tương tự với các từ còn lại. Các em nghe cô đọc lại cả ba từ này nhé. Khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang. Các em hãy đọc lại 3 lần các từ này.
Các em à, khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới. Các chú bộ đội đang cuốc đất loại bỏ những cây dại ở khu đất người không sinh sống, đó chính là khai hoang. Các em đọc tổng hợp lại hai lần nữa nhé. Học bài nãy giờ các em đã mệt chưa? Bây giờ chúng ta cùng giải lao bằng một bài thơ nhé! Chào các bé, hôm nay chúng ta cùng nhau nghe bài thơ Hoa đào hoa mai nhé! Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió. Hoa đào thắm đỏ, hoa mai rát vàng, thắm mùa xuân sang, thi nhau nở rộ, mùa xuân hội tụ, niềm vui nụ cười, đào mai nở rộ, đẹp hai phương trời. Bài thơ trên nói về những loài hoa nào? Đó là hoa mai và hoa đào, hai loài hoa báo hiệu mùa xuân về. Chúng ta cùng đến với đoạn thơ về hai loài hoa này nhé. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió. Hoa đào thắm đỏ, hoa mai rát vàng. Trong đoạn thơ có tiếng nào chứa vần vừa ôn? Trong đoạn thơ có tiếng hoa chứa vần oa mới vừa ôn. Tiếng hoa gồm có âm hờ đứng trước, vần oa đứng sau. Hờ, oa, hoa, hoa. Các em cùng đọc từ hoa đào, hoa mai. Bây giờ cùng cô đọc cả đoạn thơ này nhé. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió. Hoa đào thắm đỏ, hoa mai rất vàng. Sau mỗi dòng thơ, các em chú ý ngắt hơi. Các em đọc lại đoạn thơ này 3 lần nữa nhé. Thank you.
Bây giờ các em hãy đọc lại toàn bài nào. Các em đã đọc bài tốt, thật đáng khen. Bây giờ cô sẽ thưởng cho các em một câu chuyện. Các em có thích không nào? Câu chuyện của cô hôm nay có tên là Chú gà trống khôn ngoan. Các em cùng lắng nghe nhé. Có một chú gà trống ngủ trên một cái cây rất cao. Một con cáo từ lâu đã rất thèm thịt gà. Lần này nó quyết định lừa gà để ăn thịt. Cáo ta lân la lại gốc cây và nói: "Này anh gà trống, anh đã nghe được tin gì mới chưa? Từ ngày hôm nay, tất cả các loài sống trên trái đất sẽ hòa thuận không làm hại đến nhau nữa. Anh nghe tôi, xuống đây, tôi quyết định không đồng đến anh đâu." Gà đáp: "Thế thì vui quá nhỉ." Gà vừa nói, vừa ngó nghiêng xuống đất đề phòng. Cáo tính mắt nhìn thấy liền hỏi: "Anh gà trống thân mến, anh đang nhìn gì thế?" Gà trống liền đáp tỉnh bơ: "Có hai con chó săn đang chạy đến đấy." Cáo nghe thật vậy, mặt cắt không còn giọt máu, cụp đuôi chạy thẳng. Gà trống thấy vậy gọi cáo lại: "Cậu chạy đi đâu đấy? Chính cậu vừa nói là từ giờ các loài không còn sâu xé nhau nữa kia mà." Cáo vừa chạy vừa nói để chữa thèm: "Nhưng tôi sợ chúng chưa biết tin hòa bình, lại ăn thịt tôi thì sao?" Bây giờ các em cùng quan sát tranh và nghe cô kể lại câu chuyện một lần nữa nhé. Có một chú gà trống ngủ trên một cái cây rất cao. Một con cáo từ lâu đã rất thèm thịt gà. Lần này nó quyết định lừa gà để ăn thịt. Cáo ta lân la lại gốc cây và nói: "Này anh gà trống, anh đã nghe được tin gì mới chưa? Từ ngày hôm nay, tất cả các loài sống trên trái đất sẽ hòa thuận, không làm hại đến nhau nữa. Anh nghe tôi, xuống đây, tôi quyết định không đồng đến anh đâu." Gà đáp: "Thế thì vui quá nhỉ."
Gà vừa nói vừa ngó nghiêng xuống đất đề phòng. Cáo tinh mắt nhìn thấy liền hỏi: "Anh gà trống thân mến, anh đang nhìn gì thế?" Gà trống liền đáp tỉnh bơ: "Có hai con chó săn đang chạy đến đấy." Cáo nghe tường thuật, mặt cắt không còn giọt máu, cục đuôi chạy thẳng. Gà trống thấy vậy gọi cáo lại: "Cậu chạy đi đâu đấy? Chính cậu vừa nói là từ giờ các loài vật không còn xéo xé nhau nữa cơ mà." Cáo vừa chạy vừa nói để chữa thèn: "Nhưng tôi sợ chúng chưa biết tin hòa bình lại ăn thịt tôi thì sao?" Cô tin chắc rằng các em đã nắm được câu chuyện này. Bây giờ cô có một số câu hỏi muốn phỏng vấn các khán giả nhỏ tuổi. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Con cáo nhìn lên thấy cái gì? Cáo thấy một chú gà trống đang ngủ trên cây. Cáo nảy ra ý định gì? Cáo quyết định lừa gà để ăn thịt. Nó lừa gà bằng cách nào? Cáo nói, tất cả các loài sống trên trái đất sẽ sống hòa thuận, không làm hại nhau. Theo các em, gà trống có bị lừa không? Gà trống không bị cáo lừa. Các em thấy đấy, chú gà trống này rất thông minh. Vậy chú đã lừa lại bằng cách nào? Gà trống nói, có hai con chó săn đang chạy đến đấy. Nghe gà trống nói xong, cáo đã làm gì? Nghe gà trống nói xong, cáo cụp đuôi chạy thẳng vì cáo sợ bị chó săn ăn thịt. Các em thấy không? Cáo gian xảo, độc ác, chuyên lừa người khác thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Như vậy, qua câu chuyện này, cô mong rằng các em hãy sống thật thà, gần gũi, hòa nhã với bạn bè và mọi người xung quanh. Để kết thúc buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi có tên đuổi hình bắt chữ. Các em hãy quan sát tranh và nêu đúng từ phù hợp với tranh. Bức tranh đầu tiên, các em cùng quan sát nhé. Chim hòa mi. Bức tranh tiếp theo. Quả xoài. Chúng ta cùng đến với bức tranh thứ ba. Phần tù tì.
Và đây là bức tranh cuối cùng. Cối xoay gió. Cô khen những bạn đã nói đúng những từ phù hợp với tranh. Sau bài học này, các em mở sách giáo khoa trang 30, 31, đọc lại nhiều lần cho trôi chảy và tập kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe và chuẩn bị bài sau. Uê, uy, uơ, uya, để tiết sau chúng ta học nữa nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng qua bài học này, các em đã có được những kiến thức thú vị, bổ ích và kỹ năng đọc tốt. Hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.